Ở phần kiến thức, cô có các ví dụ sau. Chúng mình cùng nhìn lên nào. Ví dụ 1, 63 chia cho 3 bằng 21. Ta có số 63 gồm chữ số 6 và chữ số 3. Chữ số 6 cộng với chữ số 3 bằng 9. 9 chia cho 3 được 3. Như vậy, tổng các chữ số của số 63 là 9. 9 chia hết cho 3 nên số 63 chia hết cho 3. Cô có một ví dụ nữa. Các con cùng nhìn nào. Cô có số 123. 123 đem chia cho 3 bằng 41. Ta có chữ số của số 123 gồm 1 cộng 2 cộng 3 có tổng bằng 6. 6 chia hết cho 3. Cụ thể, 6 chia cho 3 bằng 2. Như vậy, tổng các chữ số chia hết cho 3 nên số 123 sẽ chia hết cho 3. Ví dụ tiếp theo. Cô có số 91 chia cho 3 bằng 30 và dư 1. Ta có tổng các chữ số của số 91 là 9 cộng 1 bằng 10. 10 không chia hết cho 3. Cụ thể, 10 chia cho 3 bằng 3 và dư 1. Tổng các chữ số của nó không chia hết cho 3 nên số 91 không chia hết cho 3. Ví dụ cuối cùng, cô có số 125. 125 chia cho 3 bằng 41. Ta có tổng các chữ số của số 125 gồm 1 cộng 2 cộng 3. Cô xin lỗi, 1 cộng 2 cộng 5 bằng 8. 8 không chia hết cho 3.